Chuyên mục Kinh tế. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, tránh gây tăng giá đột biến, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Đối với những mặt hàng thiết yếu trong dịp lễ Tết, nhu cầu sử dụng tăng cao. Lợi dụng điều này, một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã lén lút đưa hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không bảo đảm an toàn thực phẩm ra thị trường tiêu thụ, gây ảnh hưởng chung đến thị trường, đặc biệt là gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng, nên người dân có phần lo lắng, đắn đo khi lựa chọn hàng hóa tiêu dùng trên thị trường. Tuy nhiên, với sự vào cuộc có trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, nên các mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, nhất là thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi sống, thịt gia súc gia cầm, các nông sản như rau củ quả, phần lớn được cung cấp từ người chăn nuôi trong tỉnh và một phần từ các tỉnh thành phố có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tạo sự an tâm cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cùng với hệ thống bán buôn trên địa bàn tỉnh khá phát triển từ những năm qua và sự nhận biết của người dân trong tiêu dùng được nhân lên đã góp phần đẩy lùi các mặt hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm sức khỏe cho người dân cũng như thực hiện bình ổn thị trường, giá cả. Đáng ghi nhận là sự góp phần tích cực của mạng lưới rộng khắp các cửa hàng, tiệm quán kinh doanh theo hộ gia đình. Bên cạnh đó là sự góp phần rất lớn của các đơn vị chủ lực trong việc cung ứng một lượng hàng hóa dồi dào trên thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Hưởng ứng chủ trương bình ổn thị trường trong tỉnh, đồng thời cũng nhằm tăng mãi lực kinh doanh trong dịp Tết, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại chủ lực trên địa bàn tỉnh như siêu thị Co-op Bến Lức, siêu thị Co-op Tân An, công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Long An, công ty cổ phần sách và dịch vụ văn hóa Long An tại thành phố Tân An, công ty cổ phần thương mại Mộc Quá tại thị xã Kiến Tường, vân vân. Là những đơn vị chủ động tạo nguồn hàng thiết yếu cung ứng ổn định chất lượng, đảm bảo giá cả hợp lý nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết. Một vài ghi nhận cụ thể như tại siêu thị Co-op Bến Lức, năm đầu tiên hoạt động phục vụ hàng hóa Tết cho người dân tại thị trấn Bến Lức và các địa phương lân cận rất tốt. Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, giám đốc Co-op Bến Lức cho biết, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 30 tỷ đồng cho hàng hóa phục vụ Tết. Với kinh nghiệm nhiều năm phục vụ thị trường Tết, Sài Gòn Co-op đánh giá sức mua sẽ tăng từ 10 đến 15%. Sức mua về thực phẩm tươi sống như rau củ quả, trái cây tăng gấp 3 đến 5 lần, thịt gia súc gia cầm tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Các mặt hàng đặc thù mùa Tết như bánh mứt, bánh chưng, bánh tét, hành kiệu, các mặt hàng trang trí, vệ sinh nhà cửa rất thu hút khách hàng. Càng ngày, người tiêu dùng càng có xu hướng giảm dự trữ thực phẩm vào ngày Tết, cũng như cuộc sống ngày càng bận rộn hơn, khiến người tiêu dùng càng cần những dịch vụ tiện lợi. Hay như tại siêu thị Co-op Tân An, đến thời điểm này, siêu thị đã dự trữ hơn 70% lượng hàng hóa tương đương trên 15 tỷ đồng cho kế hoạch hàng hóa phục vụ Tết. Điểm ghi nhận tại đây, siêu thị đã chủ động phối hợp với các nhà cung cấp đảm bảo nguồn hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ngoài trách nhiệm bình ổn giá thị trường, siêu thị còn thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá những mặt hàng thiết yếu nhằm thiết thực chia sẻ với người tiêu dùng trong dịp xuân về. Tết năm nay là Tết thứ hai, cửa hàng bán lẻ tại phường 1 thành phố Tân An của công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Long An được nhiều người dân biết đến và là điểm chọn lựa mua sắm những mặt hàng thiết yếu hàng ngày, nhất là trong dịp Tết. Theo lãnh đạo công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Long An với các đại lý, hệ thống bán lẻ tại thành phố Tân An và các huyện thị xã trong tỉnh, công ty chủ động phục vụ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, đa phần là hàng hóa sản xuất trong nước và sản phẩm thương hiệu Việt đến người tiêu dùng. Đơn vị đã tập trung nguồn vốn trên 43 tỷ đồng, chủ động dự trữ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, tăng từ 15% đến 20% so với thời điểm khác trong năm. Theo báo cáo của các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đến thời điểm này đã chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu khoảng trên 100 tỷ đồng. Nhìn chung, các đơn vị sản xuất kinh doanh của các ngành hàng sản phẩm tham gia vào thị trường Tết hưởng ứng tích cực trong việc đảm bảo tăng sản lượng, chất lượng, kịp thời phân phối tại những đầu mối, ổn định giá bán đến người tiêu dùng. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tăng cường tổ chức mở rộng mạng lưới bán lẻ, tham gia phiên chợ hàng Việt về nông thôn, về các khu cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện các chương trình khuyến mãi, kích cầu, bình ổn giá và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Mở rộng mạng lưới phân phối, đưa hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, khu cụm công nghiệp nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng hóa có chất lượng tốt với giá cả hợp lý để người dân nông thôn, công nhân lao động có thu nhập thấp cũng có thể mua sắm hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết.
Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường quản lý sản xuất, chế biến nhiều ngành hàng nông sản, thực phẩm gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về thương mại tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, nắm diễn biến tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, tung tin gây rối loạn thị trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu và một số mặt hàng tiêu dùng phát sinh nhiều vào dịp Tết để người dân biết, nhằm ổn định thị trường trước, trong và sau Tết. Sở Công Thương tỉnh chủ trì, phối hợp xây dựng, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh thương mại chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trước, trong và sau Tết. Trong đó chú trọng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp Tết. Song song đó, Chi cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình khó khăn để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá hàng hóa lên cao để thu lợi bất chính, gây mất ổn định thị trường. Một điều đang được mọi người quan tâm vào dịp Tết, do sức tiêu thụ hàng hóa tăng cao nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại thường diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các lực lượng chức năng tỉnh, sở ngành địa phương cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá nhằm bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết. Qua đây cũng góp phần tăng cường lĩnh vực thương mại dịch vụ của tỉnh, đồng thời tăng cường và giữ vững uy tín cho các doanh nghiệp trong việc tham gia bình ổn thị trường và phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho người dân, đảm bảo cho người dân trong tỉnh đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Vừa rồi là chuyên mục Kinh tế của Đài Phát thanh Long An. Mến chào tạm biệt.